chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau kính thưa quý vị tình hình khu vực đảo Phú Quốc tiếp tục căng thẳng từ sau các cuộc tự vệ và tấn công phủ đầu của quân đội Việt Nam cộng hòa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Trung Quốc và Campuchia gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Hoàng gia Campuchia và mới đây vào rạng sáng ngày 7 tháng 4 vừa qua 8 chiếc máy bay không người lái có khả năng tàn hình của Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục tấn công vào căn cứ không quân của Trung Quốc tại tỉnh Campos, Campuchia. Làm cho căn cứ trên hầu như bị săn bằng. Khi đêm trước đó, 8 tiêm kích J-20 của không quân Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển Phú Quốc, tập kích lén phóng nhiều quả tên lửa không đối đất vào bên trong đảo. Với khoảng cách hơn 180 km, làm cho năm binh sĩ bị thương và 21 cư dân thiệt mạng, trong khi số còn lại đều bị hệ thống phòng không lưới trời đánh chặn thành công. Sau khi đồng minh của mình bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa đánh cho tơi tả, để thể hiện là cây cổ thụ và là vai trò đàn anh của mình và giúp gỡ mối nhục dùm cho Campuchia. Vào khoảng 12 giờ tối ngày 27 tháng 4, chiến đấu cơ của không quân quân Trung Quốc từ một căn cứ tại miền Nam tỉnh Campuchia tỉnh có đường biên giới trên biển và trên bộ giáp với Phú Quốc và Hà Tiên của Kiên Giang, đã xuất kích bay vào không phận của vùng đặc quyền kinh tế của Phú Quốc. Rút kinh nghiệm những lần thất bại trước, phi công Trung Quốc đã xâm nhập sâu vào vùng lãnh hải Phú Quốc khoảng 5 km, thì các phi công đã tổ chức tấn công bằng cách cho phóng nhiều loạt tên lửa vào trong các mục tiêu quân sự và dân sự trên đảo các quả tên lửa không đối đất bay xé tan không khí của màn đêm, cùng với tiếng hú xé gió của nó đã làm cho hệ thống phòng lưới trời của Việt Nam Cộng hòa được kích hoạt. Khi radar đã phát hiện ra các máy bay xâm nhập trước đó chừng 5 phút, những tên lửa đánh chặn Patriot và MG5 được phóng lên không với chức năng tầm nhiệt của chúng đã nhanh chóng tìm đến chính xác các mục tiêu là những quả tên lửa đang lao tới và làm cho chúng nổ tung trên không trung tạo ra những tiếng nổ kinh hoàng. Khói lửa làm sáng ngực cả bầu trời đêm. Tuy nhiên có một quả lạc loài đã gất chúng vào trong đảo làm cho 17 binh sĩ bị thương và 4 cư dân khác thiệt mạng. Lúc này, năm tiêm kích F-15 của lực lượng phòng vệ đảo cũng đã có lệnh cất cánh nhằm truy tìm và tấn công các máy bay đối phương xâm phạm bầu trời vùng lãnh hải Việt Nam Cộng Hòa nhưng ba chiến đấu cơ của Trung Quốc đã quay trở lại căn cứ mình trước đó chừng 15 phút sau khi đã mở ba đợt không kích vào sâu bên trong đảo Phú Quốc. Trước khi quyết định tấn công, trận đấu vào sáng hôm sau, một máy bay tuần tra và chính xác E-3P Orion của quân đội Việt Nam cũng đã bay dọc theo khu vực biên giới Campuchia để thực hiện việc tuần tra và tìm kiếm thông tin. Điều kỳ lạ là mặc dù chiếc E3P Orion bay suốt một giờ đồng hồ nhưng không cảnh báo nào được phát đi. Vì một lý do nào đó mà phía Trung Quốc và Campuchia đã không phát hiện vụ việc này và tấn công máy bay trinh sát của Việt Nam Cộng Hòa. Các chuyên gia quân sự của Việt Nam Cộng Hòa đã đưa ra nhận định có thể áp chế điện tử chính là nguyên nhân gây ra vụ việc. Áp chế điện tử có vấn đề đã làm sai lệch các tín hiệu về vị trí thực của máy bay làm cho đối phương không xác định và phát hiện được. Nhưng dù sao, chiếc máy bay chính xác chỉ bay dọc biên giới và chỉ trong một giờ. Nếu bay vào không phận của Campuchia sâu hơn, mọi chuyện có thể sẽ khác. Sau khi chính xác và thông qua các nguồn tin tình báo, Việt Nam Cộng Hòa đã biết được chính xác địa điểm của căn cứ không quân của Trung Quốc mà trước đây các cố vấn Trung Quốc thường tự hào công bố lượng khí tài ấn tượng được bố trí ở căn cứ không quân lớn nhất của nước này. Theo những gì đã công khai, căn cứ này không chỉ có các hệ thống phòng không mới nhất mà còn có cả máy bay không người lái hiện đại nhất. Để tạo lợi thế và hiệu quả khi tấn công bất ngờ, vào rạng sáng ngày 27 tháng 3 vừa qua, căn cứ không quân của Trung Quốc tại Campuchia đã bị Việt Nam Cộng hòa tấn công làm năm máy bay không người lái cảm tử chứa đầy bom và thuốc nổ bên trong của lực lượng phòng vệ bảo vệ đảo thuộc quân khu chính cùng với kỹ thuật tác chiến điện tử đã xâm nhập vào không phận của Campuchia và thực hiện thành công cuộc tấn công. Cuộc tấn công đã cho thấy rõ ràng hệ thống phòng không tại căn cứ không quân trên đã không hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống này đã không thể bảo vệ được căn cứ và ngày trước đó quân đội trung quốc đã tuyên bố về khả năng bảo vệ đáng tự hào của hệ thống phòng không ở căn cứ này và tự tin nhận định không ai có thể tấn công nhưng những gì đã xảy ra cho thấy điều hoàn toàn ngược lại sau khi tiếp cận mục tiêu năm máy bay của việt nam cộng hòa đã thả bom xuống khu vực căn cứ rồi với số thuốc nổ còn lại 6 máy bay cảm tử đã lao thẳng xuống các mục tiêu còn lại gây ra nhiều đợt nổ kinh hoàng và hầu như sang bằng căn cứ trên làm thiệt hại nặng nề về người và vật chất cho quân đội Trung Quốc. Đến lúc này vẫn chưa có thống kê sơ bộ và xác định được chính xác số nạn nhân và mức độ thiệt hại của cuộc tấn công. Quân đội Trung Quốc và chính quyền Thủ tướng Hun Sen sẽ phản ứng ra sao sau sự cố này. Trong một diễn biến liên quan, bà Phương Hằng sẽ phải bồi thường Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên như thế nào? Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu nữ bị can cùng đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường 43 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo luật sư, việc chấp nhận mức phạt trên phải do hội đồng xét xử quyết định. Như đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát cung cấp truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng sử dụng 12 kênh mạng xã hội, livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự, nhược cá nhân. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã có những phát ngôn xúc phạm những người trên. Hồ sơ vụ án ghi nhận 10 bị hại yêu cầu bị can Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường thiệt hại. Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông. Vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng và bồi thường một khoản tiền về tinh thần bị tổn thất do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh. Mới đây, Thủy Tiên lên tiếng Cô không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỷ đồng như một số thông tin. Ca sĩ này chỉ yêu cầu được bồi thường về vật chất, thiệt hại kinh tế mà bà Nguyễn Phương Hằng đã gây ra cho công ty quản lý. Tất cả bằng chứng về số tiền bị thiệt hại đã được luật sư của nữ ca sĩ gửi cho cơ quan điều tra. Ca sĩ Vi Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình. Nhà báo Hàng Ni yêu cầu bà Hằng và đồng phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Dầu và bà Trương Thị Việt Hà không có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình. Nhiều ý kiến thắc mắc được đưa ra rằng nếu bà Hằng bồi thường thiệt hại thì có được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm hình sự. Nếu không bồi thường thì tội có nặng hơn không? có phải bên bị thiệt hại đưa ra số tiền bao nhiêu là phải bồi thường đúng như vậy? Giải đáp băn khoăn trên, luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật pháp trị, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nếu các bị hại chứng minh được có thiệt hại vật chất, tinh thần, có tài liệu căn cứ xác định được hành vi của bà Hằng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại của mình thì tòa án sẽ xem xét. Việc chấp nhận hay không phải do hội đồng xét xử quyết định nếu bà Hằng chủ động khắc phục một phần các thiệt hại thì đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong quá trình tòa xét xử. Tuy nhiên trong môi trường xã hội của chúng ta hiện nay để chứng minh các thiệt hại vật chất tinh thần là rất khó, luật sư lực chia sẻ. Mức bồi thường thiệt hại được tính thế nào? Theo quy định tại Điều 11 Bộ Luật Dân sự hiện hành, khi quyền dân sự của cá nhân tổ chức bị xâm phạm thì có thể yêu cầu các bên có liên quan phải bồi thường thiệt hại. Không chỉ vậy, Điều 584 Bộ Luật trên cũng nêu rõ căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường là khi có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, vân vân mà gây thiệt hại. Như vậy, có thể hiểu một người chỉ phải bồi thường thiệt hại khi có hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác. Có thiệt hại xảy ra trong đó mức bồi thường phải căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra và thiệt hại này phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Về cách thức và số lần bồi thường thiệt hại, các bên có thể thỏa thuận, cơ quan có thẩm quyền sẽ công nhận sự thỏa thuận của các bên. Không chỉ vậy, ngoài mức bồi thường thực tế thì khi bị thiệt hại, người gây ra phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất tinh thần, trong đó mức bù đắp do các thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì sẽ bị ổn định. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, tối đa không quá 50 lần mức lương cơ sở. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín, mồ mã bị xâm phạm, tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở. Thiệt hại do thi thể bị xâm phạm, tối đa không quá 30 lần mức lương cơ sở. Trong đó hiện nay theo báo cáo Ngân sách được Bộ Tài chính công bố tháng 10 vừa qua. Tháng 7 năm 2023 sẽ tiếp tục tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng trên tháng. Như vậy khi lương cơ sở tăng thì mức tiền bồi thường thiệt hại cũng tăng mạnh. Đã bồi thường thiệt hại có được miễn giảm trách nhiệm hình sự. Luật sư Lực cho biết không phải mọi trường hợp bồi thường thiệt hại đều có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Theo điều 51 Bộ luật hình sự, việc người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả chỉ là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đây cũng là một trong những nguyên tắc xử lý người phạm tội nêu tại điều 3 Bộ luật nêu trên. Theo đó sẽ khoan hồng với người trong quá trình giải quyết vụ án mà ăn năn, hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. Như vậy, tùy từng mức độ của hành vi và việc bị hại có đơn yêu cầu đề nghị thì người phạm tội sẽ được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm hình sự. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. 6 phát biểu ngắn gọn của ông Trump trong phiên trình diện. Một biên bản mới được công bố của tòa án đã liệt kê 6 phát biểu rất ngắn gọn của cựu tổng thống Donald Trump trong phiên trình diện ngày mùng 4 tháng 4. Ngày mùng 4 tháng 4 cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi trình diện trước thẩm phán John Merchan tại tòa hình sự quận Manhattan, thành phố New York. Tại đây, ông đã được thông báo về bản cáo trạng trong đó truy tố ông về 34 tội danh liên quan đến hoạt động gian lận thương mại. Một biên bản dài 32 trang mới được công bố của tòa hình sự quận Manhattan cho thấy cựu tổng thống Mỹ có 6 lần phát biểu một cách ngắn gọn trong suốt phiên trình diện kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ trong biên bản trên, 6 phát biểu của ông Trump trong phiên trình diện bao gồm Không có tội Có Vâng cảm ơn Vâng tôi hiểu Và vâng Các phát biểu trên được cựu Tổng thống Mỹ sử dụng để trả lời các câu hỏi trực tiếp từ thẩm phán John McCain. Với các câu hỏi còn lại, đội ngũ luật sư gồm 4 người đã hỗ trợ ông Trump trả lời. Theo đó, khi được hỏi liệu ông có nhận tội với 34 cáo buộc không, ông Trump đã, đã trả lời không có tội. Sau đó thẩm phán Machan hỏi ông Trump có hiểu về quyền được đại diện một cách vô tư và không có mâu thuẫn lợi ích hay không? Cựu tổng thống Mỹ đã trả lời là có. Thẩm phán đồng thời xác nhận với ông Trump về việc ông được quyền tham vấn luật sư và nhận được câu trả lời vâng cảm ơn. Tiếp theo, thẩm phán Mechan giải thích cho ông Trump về việc nếu ông không xuất hiện, phiên tòa vẫn sẽ được tiếp tục đáp lại ông trump nói vâng cuối cùng thẩm phán mechan cảnh báo ông trump không nên làm gián đoạn phiên tòa nếu không muốn bị trục xuất trong trường hợp này phiên tòa vẫn sẽ được tiếp tục nếu không có sự hiện diện của cựu tổng thống đáp lại ông trump trả lời là tôi hiểu và vâng theo các luật sư sau phiên trình diện cựu tổng thống trump đã bày tỏ thái độ hết sức giận dữ và buồn bã trong bài phát biểu tại dinh thự maalago vào tối cùng ngày ông trump thậm chí còn cảnh báo nước Mỹ sắp rơi xuống địa ngục và ông chỉ là nạn nhân của một cuộc truy tố chính trị. Tới ngày 5 tháng 4, trên mạng xã hội, cựu tổng thống đã kêu gọi các đồng minh Đảng Cộng hòa tại Quốc hội tiến hành các biện pháp trả đũa thông qua việc cắt giảm ngân sách của Bộ Tư pháp cũng như Cục Điều tra Liên bang FBI. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội cần phải cắt giảm ngân sách của Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang cho đến khi họ nhận thức được điều mình đang làm. Phe Dân Chủ đã tiến hành vũ khí hóa hệ thống hành pháp tại đất nước chúng ta và sử dụng nó như một công cụ để lạm dụng quyền lực nhằm can thiệp các cuộc bầu cử, ông Trump viết. Sau phiên trình diện, phiên xử tiếp tục trong vụ án của ông Trump theo nhiều khả năng và sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 12. Các công tố viên New York cho biết họ sẽ mời cựu sao khiêu stomi Stormy Daniel ra làm chứng trước tòa. Theo các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội đối với 34 tội danh nêu trên, ông Trump có thể sẽ phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 136 năm tù giam. Trong một diễn biến liên quan, Nga nêu điều kiện hòa đàm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Moscow mong muốn bất cứ cuộc hòa đàm nào ở Ukraine sẽ tập trung tạo ra một trật tự thế giới mới. Bất cứ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine cũng cần dựa trên cơ sở xét đến các lợi ích của Nga và tập trung vào các nguyên tắc nhằm lập một trật tự thế giới mới. AFP dẫn lời ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7 tháng 4, ông Lavrov nhấn mạnh Nga phản đối trật tự thế giới đơn cực do một quốc gia bá chủ lãnh đạo. Moscow từ lâu nói rằng Nga đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại sự thống trị của Mỹ trên trường quốc tế và lập luận rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine là một phần của cuộc chiến đó. Điện Kremlin trong tuần này cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp chiến dịch quân sự và không nhận thấy giải pháp ngoại giao nào. Nga cáo buộc việc Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang. Moscow cũng cảnh báo tất cả khí tài của phương Tây đưa vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công và phá hủy hợp pháp của quân đội Nga. Các cuộc hòa đàm giữa Moscow và Kiev bế tắc từ tháng 3 năm ngoái do bất đồng về các điều kiện tiên quyết. Nga nhiều lần nói rằng chiến dịch quân sự chỉ chấm dứt khi Ukraine chấp nhận thực tế lãnh thổ mới, nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ đã sắp nhập vào Nga. Gồm Gimia, Kherson, Zabogizia, Lugan và Donetsk. Trong khi đó, Kiev tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Moscow rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo đường biên giới được công nhận năm 1991. Trong một diễn biến liên quan khác, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao, Tổng thống Pháp Macron đã tới thăm Trung Quốc và gặp gỡ ông Tập Cận Bình. Phản ứng về diễn biến này, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow đang theo dõi sát các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Pháp. Đây là những cuộc trao đổi rất quan trọng. Chúng tôi đang theo sát tất cả các diễn biến về vấn đề này, ông Peskov nói. Ông cho rằng Moscow tin Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường do tác động bên ngoài. Trung Quốc đến nay khẳng định trung lập trong vấn đề Nga và Ukraine.